Chiều nay ngày 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý 1 năm 2024. Các đồng chí Đào Xuân Niên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì buổi họp báo. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp báo, sau khi nghe đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh quý 1, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được, nhất là việc tiếp thu, kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề mà báo chí đã nêu, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tiếp thu, trả lời và làm rõ các vấn đề mà đại diện cơ quan báo chí, dư luận quan tâm liên quan đến việc quản lý, giải quyết tranh chấp xảy ra tại các vùng keo nguyên liệu, chế độ chính sách đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, công tác bảo tồn di tích lịch sử, tình trạng xuống cấp các sân tập thể thao của tỉnh, tình trạng chậm tiến độ đối với dự án Hồ Thành khu vực 2, thành phố Thanh Hóa. Vấn đề cấp phép xây dựng đối với một số cơ sở y tế, bệnh viện tại khu vực được quy hoạch đất ở, việc cung cấp thông tin của các sở ngành địa phương đối với báo chí. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đào Xuân Niên và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng cảm ơn các cơ quan báo chí, các phóng viên đã chia sẻ, góp ý thẳng thắn về những vấn đề dư luận quan tâm. Qua đó giúp tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương và các sở ngành đơn vị trong tỉnh nắm bắt, chỉ đạo kiểm tra, xử lý và điều chỉnh kịp thời. Các đồng chí đề nghị các ngành địa phương rà soát và có thông tin cụ thể đối với một số ý kiến mà đại diện các cơ quan báo chí đã nêu tại cuộc họp. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền, phản ánh toàn diện sâu sắc các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, khai mạc lễ hội du lịch biển tại các địa phương trong tỉnh, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ tư năm 2024. Các đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tác nghiệp thuận lợi nhằm tạo sự đồng thuận, thấu hiểu, chung tay cùng tỉnh Thanh Hóa thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.